Chào các bác ạ. Thì bây giờ còn những ngày cuối cùng của năm cũ rồi. Thì em có mấy cái hóa đơn này phải đi ra ngoài bưu điện để thanh toán nốt, để chào đón chia tay năm cũ, chào đón năm mới. Thì bác thứ nhất là bác của bác Khanh ở Sơn La. Tổng số tiền là 534.000. Đó. Bác thứ hai là bác Phạm Duy ở Bến Tre. Tiền là 75.000. Đây tính cả tiền cước đi các bác nhé. Đó. Của bạn bác Ùa ở Đồng Nai. Đó, 150.000. Đấy, còn có 3 cái hóa đơn thôi. Đấy, thì xin thưa với các bác này, các bác ấy đều xem video của em, sau đó là các bác ấy có thắc mắc thì các bác ấy kết bạn Zalo với em ạ. Cái Zalo của em nó nằm ở ngay dưới video ấy ạ. Đó. Thì các bác nào mà cần hỏi đáp cái gì hoặc chưa hiểu cái gì thắc mắc thì cứ hỏi em sẽ có thể tư vấn cho các bác. Nếu các bác tin tưởng thì em có thể lấy hàng chỗ em cũng được. Em sẽ làm rất là cẩn thận cho các bác. Và phần lớn những cái bác mà đặt hàng chỗ em ấy thì em chưa phản hồi lại cho em khi nhận được hàng. Thậm chí là người ta chụp lại ảnh rất cẩn thận. Đấy, thì bác nào có cần sự hỗ trợ gì các bác có thể liên hệ với qua Zalo số điện thoại của em. Em đều tư vấn cho các bác. Đó. Và có cần đặt hàng thì có thể liên hệ với em. Thì những bác em cũng chưa thấy ai nhận được để người ta đều phản hồi là cảm ơn. Đấy, thì người ta thậm chí người ta chụp lại ảnh và người ta rất là ưng ý. Đó, thì các bác có thể liên hệ với em qua cái số Zalo là chính số điện thoại của em ạ. Ở dưới video ạ. Đấy, thì thôi thì năm mới thì em chúc các bác sang năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, gia đình đón năm mới không có Covid. Chào các bác.